Thời gian tàn nhẫn quá. Mắt mới thì tàn nhẫn mày. Tao thấy tao già. Chứ bình thường mày trẻ lắm hả? Thì bình thường tao trẻ quá cho nên giờ tao để râu nhìn cho nó đứng đắn. Ừ, trẻ lắm. Nói sợ mày buồn chứ. Tao không phải bạn mày mà tao gặp mày ngoài đường á. Tao tưởng mày là ông cố nội tao. Ông ơi, ông bớt quan tưởng giùm tụi tôi với ông. Thì ông lên YouTube ông coi đi. Khán giả chửi ông quá trời kìa. Nó nói ông á, già chát và đặt đóng học sinh. Sao mày rảnh rồi mày? Tao với cái thằng trên YouTube có dính gì với nhau đâu mà sao mày cứ nói tao với thằng YouTube giống nhau vậy? Ai biết, tôi nhìn mặt giống giống mày. Rồi khán giả nó chửi tôi nói vậy thôi. Ủa, mà quan. Cho dạo này tóc bạc dữ rồi mày. Máu xấu. Ngày xưa ông nội tao cũng quá trời tóc bạc vậy đó mày. Mà giờ ông nội tao chết rồi, sao mày còn sống này? Vô duyên thì chứ này. Mày sao mày đâm ban quá, mày để tao sống vài ngày, để vài năm, vài tháng rồi được không? Mày nói nghe tao bây giờ. Tôi nhớ tao mày dắt ông nội tao mới nhớ. Cái gì? Cái năm nay chưa về quê á. Ba thằng xương nào về quê luôn á. Ừ đúng rồi, cả năm rồi nay mình chưa về luôn á trời. Cho anh mượn điện thoại. Chứ vậy? Rồi điện thoại cho bà già thấy mặt tao với ta. Trời ơi, gọi thấy mặt gọi FaceTime tao luôn á hả? Ôi dạ hiện đại của mày. Trời, tụi tao vừa phải thôi. Tụi tao gì mày không biết gì luôn á, bà già tao xài điện thoại dữ à. Dữ gì, mày xài điện thoại của bắp. Nhưng mà bà già tao xài điện thoại khác. Bà già mày xài điện thoại gì? Nói bàn. Tụi tao vừa thấy bằng cái chỗ nào? Thấy nghe tiếng là được rồi, không cần thấy. Mày nghe tiếng mày tưởng tượng ra mặt bà già mày vậy hả? Trời ơi, thôi ông ơi. Đi nữa. Kiếm đường về quê kìa. Mày nghe nói hả, quê hương là chùm khế ngọt mà. Đúng rồi, quê hương là chùm khế ngọt. Cho con chèo hai mỗi ngày. Nhưng mà tao thích ăn khế chua. Trời ơi, có ai nói mày đâm bang, ai nói mày giống cái thằng gì trên YouTube đó không vậy? Có luôn hả? Ừ. Cái này nói chuyện hơi lãng nhách. Lao. Không có biết yêu thương, yêu quý quê hương nó gì hết trơn. Ừ. Giỡn tụi bay thôi. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn mà sao quên được. Bao nhiêu kỷ niệm ở dưới á. Dạ. Yeah. Dần sau ta. Ê. Hay là hiện tại bây giờ nè, anh em mình chưa về quê được. Rồi kiếm gì mua quà cáp đem về nhà trong bà già không vui được mà. Cái gì làm tiền mua quà cáp. Đúng rồi mày ơi, nói ai nói không được. Tình yêu ơi, đến nữa mà chi. Tình yêu ơi, đến nữa làm gì. Tôi sợ rồi, một ngày nào đó. Chị đâu à? Chị đâu? Bán gì? Bán vé số. Đâu rồi vé số đâu? Vậy số đây. Rồi đây. Số xe trắng mà mới lãnh nè. Chưa bán. Cầm. Cầm. Dạ cầm. Dạ, em mời tà hả? Ủa mua vé số hả? Dạ cảm ơn. Ừ. Dạ đâu, đó 10 tờ, đưa 100 đủ rồi. Này tặng. Hử? Tặng ông. Tặng tôi. Sao? Tặng cho 2 tờ số. Tôi tặng tôi. Ừ. Trời ơi. Lần đầu tiên tặng với số. Được tặng với số luôn. Cầm đó. Không có bán nghe không? Để chiều giò. Biết đâu chúng độc đắc. Mua xe thắt. Chạy đi bán vé số. Chúng độc đắc, tôi không có mua đắt đâu. Sao vậy? Chơi xe tôi hả? Không phải, trong chừng không tới. Tôi mua xe hơi. Trời ơi, lần đầu tiên đi bán vé số, được tặng 2 tờ vé số. Ôi, không, em có sao không vậy? Có sao không vậy? Em té xe em bữa, bây giờ món té đâu. Trời ơi, té xe từ bữa giờ chưa hết luôn hả? Dạ, trời nó trời. Đỡ đỡ thôi. Nói nghe nè, coi có bị gì không? Chứ không thôi để bị ngoại tử đó. Thôi, thằng nói tầm bậy tầm bạ, ngoại tử gì nói vậy? Em nó sợ. Nghĩ sao ngoại tử? Bức quá đứt gân à. Trời ơi trời. Trời ơi, nhỏ bị có nhiêu đó, ngoại tử bức gân gì tụi bay thì không có tí gì vậy, học cái này là ung thư. Trời ơi,
em ước gì cuộc đời em đừng có biết ba anh á. Ba anh dưới quê em cũng không biết đâu. Ba nó gần chết rồi mà sao biết được. Mày nói xui xẻo mày. Ừ. Rồi giờ ba em nói sao? Ba em kêu là băng bó thuốc vài ngày là hết rồi, không có cần đi bệnh viện. Sao ba em bán giấy số mày gì cũng biết trơn vậy? Ba em nói gì? Nói rồi nè, bây giờ nè. Nghe lời anh đi, anh có lời khuyên chân thành luôn, đừng có làm biến. Nói ba nó dắt vô tự vũ khám có bị gì không? Cái gì vậy? Vậy gì ba? À không, lộn, dắt vô bệnh viện á, rồi khám coi có bị cái gì không? Ừ. Nếu mà không khám á, nhiều khi nó cưa cái giò một cái là mặc cái quần dài, ống thấp, ống cao kỳ lắm nha. Ừ, cưa. Cưa là chết luôn á, cống tắp gì ta cưa, tôi cưa tới đây đâu, chứ phải cưa tới đây đâu. Ờ, ống thấp, ống cao. Tôi anh giỡn, á. Thôi bây giờ nè, tôi đi qua nằm nằm nghỉ đi, có gì cần phụ anh gì á, cần gì phụ, nói tôi anh qua phụ cho. Mốt làm cái gì có khó khăn á, nói ba với anh Tiến nha. Có gì cho anh phụ cho. Trời ơi, thuê phòng mày đặt thuê phòng có lầu nữa. Thôi có gì hút coi nghe. Cảm ơn ba. Ừ. Gì? Hai em nhớ coi cái giờ tối nay báo cho mọi người nha. Cho để mọi người đi chính xác á, chị đi làm đúng giờ rồi. Cướp à? Tiêu mày với tao rồi. Ê mập, giật đồ hả? Ừ, giật đồ. Tao là người với thằng giật đồ á. Sao mày mày chạy đi? Trời, đang chạy mệt, thở như chó nè, không thấy hả? Mệt không? Mệt. Mệt thì chạy làm chi? Cho mình bắt bạn đi. Mày điên hả? Cha tôi. Anh có sao không anh? Anh không sao. Anh chỉ bị bóp vú nhẹ à. Giờ này cũng giỡn được. Như một con sư tử. Chị thấy nó có giống con sư tử đâu. Nó giống con gấu Bắc Cực á thì có. Nó làm gì sang như gấu Bắc Cực chị? Nhìn nó giống như heo ấy. Đúng rồi. Mập như con heo, mặc áo hình con chó. Ủa anh? Hả? Anh tên gì vậy? Anh tên Tuyên. Ủa? Định để anh nằm vậy luôn á hả? Quên. Mày ơi vậy? Ý! Cái điện thoại của tôi nè. Thằng mập giật iPhone của tụi em hả? Đâu có đâu. Cái này nè. Trời ơi, bị đè đánh trào máu luôn. Cuối cùng gì cái cùi bắp này? Ờ, anh đừng nói vậy. Thì nó cùi bắp nhưng mà nó rất là ý nghĩa với tụi em. Đó là cái điện thoại mà tụi em được mua từ cái cassette đầu tiên của tụi em đó. Anh yên tâm đi, tụi em sẽ đền ơn mà. Cassette đầu tiên? Cái gì? Tụi em là ca sĩ. Ý, nhận ra không? Nhìn quen lắm nè. Quen không? Ca sĩ gì? Nhóm Nhật Nguyệt đúng không? Tụi ơi, anh khoái tụi em lắm á, anh mê tụi em hát lắm á. Biết em hát bài gì không? Bài đỉnh của tụi em là Duyên Phận đúng không? Bây giờ hát tặng anh bài đi. Coi như là mình làm quen anh mới giúp tụi em á. Ngoài đường sao hát được anh? Hát tặng bài thôi. Ngoài đường, tao nhìn nó kỹ. Thôi vậy bây giờ tụi em không hát, anh hát tặng ngược lại tụi em bài nha. Ủa anh gian ha, hay là nghe đi. Ok. Hoàng làm con gái chưa hôn bỏ. Thôi giỡn thôi chứ anh biết anh hát giỡn mà. Bây giờ anh cho tụi em số điện thoại đi. Rồi tụi em sẽ gọi điện cho anh để đền ơn anh. Được ca sĩ xin số điện thoại luôn. Số điện thoại anh á. Tên Tuyên đúng không? À. Em lưu lại nha. Ui, ca sĩ. Thức rồi, bye. Trời ơi, cái gì vậy trời? Đi đâu lâu dữ trời? Mày đi đâu vậy? Trời tao không chị. Về lẹ đi, chìa khóa vô nhà chứ. Chứ chìa khóa của hai em quay đâu? Bỏ trỏng rồi. Cầm gì vậy? Quà. Ai tặng quà mày? Mua quà về quê hồi nãy anh em bàn rồi, không nhớ hả? Trời. Nhưng mà này, trên đường mua quà về quê đó, tao làm anh hùng cứu mỹ nhân, hiểu không? Được gì nữa? Gặp ba cô gái đẹp. Cướp nhảy tới giật điện thoại. Tao thấy đâu có đơn giản mày. Làm gì? Máu đàn ông nổi lên đàng hoàng. Với tao ăn cướp gạt cái giò nó té, tôi chụp vô nè. À. Tôi chặt cái cổ nó té xuống. Trời ơi, tôi quýnh nó chèm bẹp luôn. Mày chụp cái gì vô đây vậy? Không, nó chụp tao chứ không phải tao chụp nó. Ê bộ thiệt không vậy? Sao mày kể giống như trong phim điện ảnh vậy? Kể giống phim hoạt họa mày. Chụp cái này chặt cái cổ gãy cái giò luôn. Trời. Chú cười quê con hả? Chú nói là con nói xạo đúng không? Sao vậy?
Tao có biết chuyện gì của mày đâu sao? Ủa chứ sao chú cười? Ơi ông đâu, ông đang buồn á, ông cười là ông buồn đó ông nội. Chú bị gì? Mất đồ hết rồi. Mất đồ. Cái gì mới được chứ? Chú gì chú? Sáng tao ra, tao đang chạy xe đạp á, có một thằng chạy thắt ngang nó mua 10 tờ số. Trời ơi, ngon rồi. Nó cho tao 2 tờ nữa. Trời ơi, cái tao ngồi lại cái chỗ đó tao đang đếm tiền. Em mới có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau tình yêu cao vời vời. 20 năm cuối là bao ơi là thế. Mười số à, mười số à. Số này, số này, số này. Ê, cướp hả? Cướp ơi! Cướp ơi! Còn tờ giấy giò nè, sao mày không cướp luôn đi thằng ăn cướp? Mới bán được 100 mấy, kia nó cho 2 tờ, bị cướp hết luôn rồi. Còn tờ giấy giò nó không cướp, mà nó cướp luôn xe đạp luôn rồi. Rồi sắp tới đói thấy bà nội luôn rồi, không có tiền trả tiền với số người ta luôn. Bà mẹ tôi này tức thật chứ. Thật người ta già cả vậy nè còn biết đi làm kiếm tiền bằng công sức của mình, còn tụi nó thanh niên trai tráng nghĩ làm sao vậy, đi cướp của người già, cướp của người tàn tật. Già coi không có tàn tật, tao còn chạy được con thật. Con mệt chú quá. Ý con nói là con nóng, con tức con nói gì chú hiểu không? Chú cười đã sao, chưa? Sao giờ chú cười hoài vậy? Tao có coi hài Hoài Linh, có cái câu này hay lắm. Câu gì? Cái câu đời bạc lắm, cười trước đã. Bây giờ chú tính sao rồi? Tính gì nữa là tính? Với số mất, tiền mất, xe đạp mất, còn gì nữa là tính? À, còn gì nữa? Chú còn nhan sắc. Trời ơi. Chú sẽ dùng cái nhan sắc của chú, bằng mọi giá chú sẽ làm kiếm tiền để chú nuôi con Ngọc. Vậy mà nói bị tàn tật không tin. Chú bị tàn tật trong suy nghĩ á. Mày không. Ba ơi. Ngọc. Trời ơi. Mấy đứa. Sao chú? Em con nó nóng quá. Trời ơi. Nó nóng mà chú còn cười được nữa. Ba ơi, chân con nó nhức rồi ba. Nhức cái chân à. Rồi. Trời ơi, nóng rồi chân nhức nữa. Cái này trông chắc bấy nhầy luôn rồi đó. Ngoại tử luôn rồi nè. Ơi, ngoại tử luôn à. Dạ. Đúng rồi, coi chở đi khám đi chú Trung ơi. Cái điều này coi chừng cưa chân đó. Trời ơi, mày bị ghiền cưa hả? Nhà siêu làm thợ mộc mà cho nên quên. Cưa chân. Ủa, nhà con làm thợ mộc hả? Dạ chú. Ê, làm chú cái chân giả được không? Trời, bình thường. Ba, cái gì ba? Ừ, nóng giỡn hoài, chú đã giỡn, chú phải giỡn tới luôn. Đóng luôn cái hòm luôn, đây là hay nhất. Ừ, để con biết đường con mua dĩa chứ cây là ba cây nhang con thấp luôn. Mày giỡn hoài. Tao nói thiệt, nó giỡn gì chứ giờ tiền đâu mà sao? Đi về mà nhà thương. Thôi bây giờ nè, chú gom đồ nhanh đi, giờ đưa em đi nhà thương nhanh lên. Tiền đi chú. Chú không có tiền. Mệt ghê vậy đó. Nè, con còn nhiêu nè, chú cứ cầm đỡ hết vô đây đi. Đó, cầm đưa đi bệnh viện, còn thiếu đủ bao nhiêu con tính sao cho chú, nhanh. Mọi chuyện đi, tụi con tính cho. Dạ, trời quấy, quấy. Được không vậy? Bây giờ cấp bách lắm rồi, đi nhanh đi chú. Trời, bây giờ không ngồi cười được nữa. Chú cảm ơn tụi con nhiều lắm á. Thôi quên, ổng đang buồn, chú đang buồn á. Cảm động mà cười vậy đó hả? Cảm động. Nhanh. Thôi đi, con lẹ. Thôi, để tôi kêu xe nha. Rồi, đi. Từ từ. Chú kêu xe đi, để chú lấy cái đồ cho em nha. Tao lại mày luôn đó Tiên. Tự nhiên cái chuyện không liên quan tới mình, bây giờ hứa giúp con của chú Trung, bây giờ lỡ không có tiền rồi sao? Trời ơi, nó là ngon nhất mà mày không thấy hả? Nó không bệnh tà lọn, nó tính được hết á. Mày để nó tính đi. Rồi mốt anh em mình ra đường luôn. Ủa, tôi mệt, tôi hai mày quá. Làm bèm hoài, đàn ông kỳ cục. Tao hỏi tụi bay nè, không lẽ giờ gia đình chú Trung vậy á, tụi mình bỏ được hả? Để cho Ngọc chết luôn hả? Trời ơi, nói ý tao nói là không phải á, là mình không giúp. Nhưng mà phải biết tình huống bây giờ ba đứa mình như thế nào. Bây giờ mày giúp nè. Vô lỡ mốt con Trung xuất viện không có tiền rồi sao? Mày bước quá, cho bé Ngọc về, tao vô nằm thế.
Trời ơi, nói chuyện với giỡn chơi vậy. Giúp mày người thì... ta là phải là coi mình sao, 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 thế nào. Cứ hè vô giúp mà trong khi mình chưa được gì hết. Chết luôn á. Tao không có cách rồi đó, bây giờ muốn sáng sủa đúng không? Đi ra ngoài. Ra ngoài thoát khỏi cái gồng, cái trong cái phòng ngột ngạt này đi. Đi, đi. Quá rồi. Tối qua sao vui hả? Ừ. Khán giả đông quá trời luôn chị. Ừ. Mà dễ thương dễ sợ luôn. Trời ơi, mà nhảy muốn xỉu luôn. Lúc nhảy từ bài trước bài là muốn xỉu luôn. Đẹp. Giờ đi hết nổi luôn chị. Trời đất ơi. Cướp. Cướp. Quay. Đứng lại mày. Mày lại là mày hả mập? Đứng khóc mối hả? Bỏ ra cho mày. Bỏ xuống mày. Bỏ xuống. Mày chết cha mày bây giờ. Bỏ ra cho mày. Muốn thấy mấy chú mày là né chưa? Tao gặp nó hoài luôn á. Bạn mày hả? Gia đình mày hả? Điện thoại đâu rồi? Cái điện thoại đâu rồi? Quỳ. Hả? Tao đạp lên nè. Ôi, nể luôn. Nát bét luôn. Tao mới chạy bằng phím mà không sao hết. Dạ, dạ. Cái gì vậy? Dục dép chúng chữ rồi dạ. 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 Bye. Em cảm ơn anh nhiều. Nè, chạy điện thoại nè. Giữ cho kỹ nha. Có cái điện thoại cùi bắp để bị giật hoài à. Ồ, làm như nó me tụi em hay sao quá đó. Ba người đẹp quá trời đẹp, xài điện thoại kỳ quá trời kỳ. Nói kỳ á. Ôi, cô bắp nhưng mà nó là kỷ niệm của tụi tôi. Sao kỳ vậy ta? Mỗi lần mà thằng mập nó giật đồ của tụi em là có tụi anh à. Em cũng thấy vậy á. Chắc có gì của chị ơi. Cái thằng giật điện thoại á là anh của thằng này. Rồi, nói với thằng cướp là kết nối với nhau để giống như tạo ra anh hùng cứu mỹ nhân á để nó cua tụi em á. Giỡn tụi bậy tụi bạ, người ta là ca sĩ đó. Cua. Người ta là ca sĩ mà cô không ca sĩ hả? Ca sĩ á. Ai ca sĩ? Hèn chi, hồi nãy giờ dòm thấy quen, thấy nhớ mày mà không biết gặp ở đâu thì ra là ca sĩ. Ai ca sĩ? Cái gì nè, cái gì Nguyệt nè. À. Nguyệt. Rồi, nhớ rồi. Cái gì Nguyệt? Tao nhớ. Cái gì? Hồ Nguyệt cô quá cáo. Tao mới nhắm nhào tên 5-6 chữ hết trơn. Một lần nữa. Tô Ánh Nguyệt. Tô. Ai da. Cái đó chạy lương bơi. Ai nhớ rồi. Gì? Nhật Nguyệt. Nhâm Nhật Nguyệt. Cây kiếm đâu? Cây kiếm gì? Nhật Nguyệt lại có thần kiếm. Giấu trời... nhà anh ơi. Cây kiếm giấu nhà công rồi. Ba ba ơi ba. Nó nghe nè. Một lát nữa xin má 3,000 về mua sim 3G, bỏ vô điện thoại bấm xin nhóm Nhật Nguyệt tìm hiểu. Chính xác. Không coi. Chịu khó lên mạng tí đi. Không coi. Nè, cái bài đỉnh của người ta là Duyên Phận à, đúng không? Trời ơi. Anh hát tặng tôi em bài được không? Rất hay. Bài gì? Cái bài cải lương đó tôi biết rồi. Cải lương á. Ý nó nghe là đó giờ mới gặp ca sĩ ngoài cho bắt tay nhẹ cái được không? Ai? Cái được. Cái đây gì? Cái được cho bắt tay cái làm quen rồi. Tụng cái ghê mà. Làm gì? Tao luôn mày ơi. Lát về ép lát tích luôn. Điện luôn hả? Để treo làm kỷ niệm. Ủa đụng vô có điện luôn hả? Còn làm quá. Thôi mà vô. Tụi em ơi, hai bạn anh lần đầu tiên nó mới gặp ca sĩ á nên nó mừng nó vui á. Tụi em có điện không? Không biết nữa. Không biết nữa. Không có miếng điện hả? Lại chỗ. Hả? Ủa chứ không? Hoàng, Tân. Dạ. Sao tụi con đứng đây? Tụi con đang đi kiếm việc còn dạ. Chú nè. Sao chú đứng đây? Dạ. Không ở trong bệnh viện lo cho bé Ngọc. Trời ơi. Chú cũng phải đi bán vé số mới có tiền lo viện phí hay là cơm nước đồ chứ con. Không bán rồi lấy đi mấy em chú Trung. Chú Trung ở chú chung nhà trọ với tụi anh. Chị Trung. Dạ. Tốn tiền lắm nha con. Sao tốn chút? Có đâu. Mới biết ngày hôm nay à. Con không đầu tư đâu. Chú sợ, chú nhắc nhở vậy thôi. Chú giỡn ngoài chú tụi con về. Ca sĩ sao còn ấy được tốt. Vậy được tốt. Chú dán tụi con vài bữa nữa nha. Đang dạ. Đi kiếm việc làm á, dạ. Khi nào có tiền cái con đưa cho chú đóng tiền viện phí cho bé Ngọc. Dạ. Tự nhiên chuyện gia đình chú. Thôi chú ơi, tụi con luôn chú. Đừng có ngại chú ơi, có gì đâu bình thường phải mà. Phải bị dạ lây. Làm chú cũng khó chịu trong người quá. Không gì đâu chú, rồi mình chú cháu nhau mà. Nhưng mà thôi lỡ hứa rồi ráng làm cho tròn nha con. Dạ. Dạ. Đàn ông thanh niên là trọng nhất là cái chữ tín. Dạ. Rồi mấy đứa ở đây nha. Chú dạ, dạ. Chú đi bán. Dạ. Dạ chú đi. Chào chú. Nhớ vô thăm Ngọc nha chú. Rồi được rồi chú bán hết chú vô. Dạ. Chú đi nha. Dạ. Dạ. Nguyệt ơi, anh đang cúi đầu chờ ân huệ. Ủa sao không biết tên nhóm của mấy người này hay vậy?
À, chắc gậy cũ của chú Tên Nguyệt á. Thôi giờ đâu tranh thủ đi kiếm đi chứ để... Đúng rồi đó. Có gì gặp lại sau nha. Tụi em nói nghe nè. Nãy giờ em cũng hiểu được một chút chuyện rồi. Thôi giờ em tính vậy. Mấy anh cũng đang đi kiếm việc làm đúng không? Đúng rồi. Thì tụi em sắp tới đây cũng rất có rất là nhiều công việc. Live show sắp tới rồi, chuẩn bị nhiều thứ lắm. Cho nên là bây giờ tụi em cũng cần có một số công việc nhờ mấy anh giúp đỡ. Về làm với tụi em đi, rồi chỉ cần mấy ngày thôi. Xong với live show xong á, tụi em sẽ gửi tiền để mấy anh lo cho chú Trung, được không? Được. Sao được, công việc của người ta... Được, xin miễn có tiền để lo cho biết chú. Biết có tiền thì công việc của người ta có... Chịu nổi đâu. Dễ lắm, nơi học dễ khó mà. Chỉ có ví dụ như chuẩn bị đồ quần áo cho tụi em đi diễn nè. Rồi hoặc là... chuẩn bị nhạc cho tụi em nè. Rồi. Vậy nó nghe là chừng nào bắt đầu công việc được. Mai làm luôn, được không? Mai làm luôn hả? Dạ. Vậy tụi anh có cần phải làm mặt để đi chung với tụi em? Thôi, tụi anh đẹp sẵn rồi. Không có cần làm tóc được, cháu đẹp đẹp luôn không? Làm tóc thì được. Anh có cần làm gì không? Anh thôi đẹp trai rồi. Được hả? Hát thì không được thôi. Được, hát được. Phân lắm. Thôi, bỏ. Vậy nha. Bây giờ em đã có số điện thoại anh rồi. Có gì chưa có nhá qua. Lát nhá. Về nhà nhá. Nhá liền lấy lòng tin. Vậy giờ nhá luôn hả? Nhá liền lấy lòng tin. Rồi em gọi rồi đó, rung chưa? Rung, quý người rồi. Rồi nha, vậy đi. Rồi có số em rồi, ngày mai tới. Bye bye, mai gặp nha. Okay. Về luôn chứ. Đi. Bye bye. Ê, có chữ Nguyệt kìa. Má này Minh Nguyệt chứ không phải là Nhật Nguyệt. Phải đem gì? Đây nè, địa chỉ đây mà. Đúng rồi nè. Bấm chuông hả? Bấm chuông đi. Có người ra kìa. Chào chú. Dạ, chào chú. Dạ, chào chú. Kiếm ai? Dạ, nhóm Nhật Nguyệt chú. Mấy cậu là gì của nhóm Nhật Nguyệt? Dạ, ba đứa con là bạn của ba đứa kia. Bạn thân lắm chú. Thế mấy cậu cũng là ca sĩ à? Chú, tụi con không phải ca sĩ, nhưng mà tụi con biết hát. Dạ. Đúng rồi, nhìn là không thấy giống ca sĩ rồi. Dạ, nhìn nó cứ đầu đường xó chợ làm sao á. Dạ, không, tụi con là phong cách đường phố hip hop. Hip hop là vậy á, dạ. Hip hop là phải bùm ở dưới, cái tay phải dơ lên vậy á. Dạ. Nè, chú rồi. Làm giống như con hả? Đó. Mày tới mà. Nói chứ giỡn ơi, tụi con là bạn của Nhật Nguyệt. Dạ. Hôm qua nhóm Nhật Nguyệt bị cướp đó chú. Cái gì? Nhóm Nhật Nguyệt bị cướp hả? Dạ đúng rồi. Tại sao tôi không biết cái gì là sao? Đường đường tôi cũng là quản gia chứ. Trời. Chú quản gia, chú quản trong nhà thôi chứ đâu quản ngoài đường được đâu. Chú tại chú là ở trong nhà mà, chứ thì chú mới là quản gia chứ. Chú biết chuyện ngoài đường chú là quản đường sao? Đúng rồi, còn chú đi học nữa thì kia chú quản trường. Ngày xưa ở cung đình đó gọi là tổng quản. Đó, còn này nè, nó mặc đồ có cái chữ này người ta kêu là quảng cáo. Tụi bay đừng có xàm. Tao nhìn mặt tụi bay là tao không thể tin tưởng là bạn của nhóm Nhật Nguyệt. Tao là tao nghi tụi bay dàn cảnh cướp. Trời ơi, chứ nghĩ sao tụi con dàn cảnh cướp vậy trời? Chứ sao mà không nghĩ được, nhìn mặt tụi bay là tao nghĩ à? Tụi mày tính thả con sò lụa để bắt con sò lông đúng không? Hai con đó là hai con gì chú? Thì con sò lông, con sò lụa đó, con sò lông nướng mỡ hành, con sò lụa nướng mỡ hành luôn hả? Ngon lắm á. Chú nói gì nói lum la vậy con? Tụi con là bạn của Nhật Nguyệt thiệt. Chú không tin gì thôi, tụi con đứng đây nè, chú vô kêu đi, con đứng ngoài khỏi vô nhà luôn. Đúng rồi, ba mặt một lời. Thật sự luôn á. Con có số Nhật Nguyệt thiệt mà. Thôi, thế đi vô nhà đi. Thôi con không vô đâu, phải kêu đàng hoàng. Chú mất công chú nói tụi con vô rồi bắt sò lông, bỏ sò điệp rồi bắt chém chép. Lấy con ốc hương vậy. Giờ chú có lòng tin với tụi con chưa? Có, tụi con vô không có thôi. Thì... chú quản gia mà... kỳ. Ba đứa nhỏ vô nhà đi. Nó ra phải vậy. Mấy cái đứa này hôm nay tự nhiên hẹn cả đống trai tới nhà. Tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ từ trong di vắng nhạt nhòa vào mùa trăng đó.
chàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, giờ trên đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ như du hồn, rũ áo phong sương em vui tình duyên. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chuyên quên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Lúc lúc đôi anh cho rằng tình ta như ánh trăng, rằng chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chỉ vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá. Ôi người yêu dấu hơi, người chiếm lấy tim ta nay phụ vàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đau. Chiều nay ta vơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cuộc tình ta. Nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng. Nếu hơi có biết hay chăng? Tình yêu ta như muôn vàng giấc mơ mộng mây, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Wow! Bạn của mấy cô tới nè. Ủa anh Tiên? Hả? Anh tới rồi hả? Vậy mà em tưởng anh mắc cỡ không dám tới chứ. Không, tụi anh lì lắm không có mắc cỡ đâu. Anh ở ngoài dưới đây, dưới đây. Đi đây, 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 đây. Vô ngồi được con chú. Cứ ngồi đi. Trước ngồi đi. Vô đi, ngại gì nữa. Chú, dùng mấy chai nước đi chú. Ủa tôi là quản gia mà, đâu phải giúp việc đâu. Thôi vậy dạ, thôi để tôi bận đây. Thôi được rồi, để chú đi lấy. Mấy cậu ngồi đi nha. Nhìn mặt chú vui ghê hả? Rồi. Hiền lắm à. Hiền quê quá. Mặt ít có ác không? À, chú đi lấy. Thôi chú hiền cô à, chắc chú chồng đã hiền lắm rồi. Ủa anh kiếm nhà tìm dễ không? Tìm nhà thì không có khó. Có gồng quản gia nãy cũng hơi khó thôi. Đúng rồi á. Nhà còn giá ha. Nhà giàu ha. Đi hát chắc có dư dữ ha. Đi đó nghe nè. Bữa nào cũng liền tôi đi hát nha. Giờ tôi hát cũng ghê lắm á. Được không, được không? Hay lắm á. Ê bỏ. Cảnh làm con nghe chê nè. Hát cỡ anh Tiên không anh? Số bán trên chú cây. Liệu bươi cá xuống cá vừa. Thôi bỏ đi anh ơi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mày hát bán được bao nhiêu vé? Thôi, tao đi hát làm live show bèo lắm cũng được 16 vé nè mày. Live show nhà trọ. Phòng trọ số mình, phòng 2 vé, phòng 2 vé, 8 phòng 16 vé liền. Nó chơi thôi mà làm gì dèm quá vậy? Không được thôi chứ. Biết cái ca ngứa đúng không? Cái cặp mỏ của mày nữa. Mình bước lên sân khấu cái là ta dòm cặp mỏ mày không à. Nhóc ăn những chén được này này. Hát gì đầu nữa. Tao bị chè chứ có bị ngọng nữa cho mày. Mày nghe mày ghẹo bạn chứ mặt gái là sao? Mấy cậu ồn quá vậy. Vào nhà người ta chơi mà nói chuyện ồn ào vậy mấy cậu. Mấy anh uống nước. Uống nước đi. Dạ. Chết lâu chú. Cậu bị câm à? Nói không ra tiếng là sao? Nói ra tiếng, chú la. Nói nhỏ nhưng mà cũng phải đủ người ta nghe chứ. Dạ, gì đâu, đưa miếng nước không mày? Đây, có đây rồi. Rồi, lấy nước uống. Này. Chú làm công việc của chú đi chú. Giờ chú đi làm công việc đi chú. Làm việc gì? Công việc của chú á, công việc nhà nè. Việc còn nhà... nhiều việc lắm à, chú. Ừ, vì nhiều nên mai làm. Hôm nay làm không hết thì mai làm. Với lại chú phải ở đây canh. Mấy thằng này nhìn mặt nó hơi bố láo. Không, tụi con mất dạy à, không có bố láo. Hồi nãy ở dưới chú chửi tụi con mất dạy mà. Nhưng bây giờ nhìn là thành bố láo rồi đó. Tóm lại là chú phải ở đây
chú tối ngày cứ coi mấy cái phim gì đâu rồi bị ảnh hưởng luôn à. Đúng rồi. Nếu chú mà chú lậm quá đi. Xả người ra đi, đừng có căng thẳng rồi chú, vui vẻ lên, mình không có gì hết, vui vẻ. Nói vậy thôi, chứ chú biết sao không, sắp tới tụi con tính tụi làm cái phim ca nhạc, cho nên nhờ mấy anh tới phụ giúp công việc á mà chú. Hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Phụ cái gì con? Dạ. Trước giờ vẫn mình chú phụ được mà. Nhưng mà có thêm người á, thêm người chú đỡ cực hơn. Sắp tới tụi con có nhiều việc lắm, có mấy anh phụ tụi con cũng đỡ đó chú. Dạ. Có thể nhiều việc tụi con giúp được mà chú không làm được đâu. Mấy đứa nói như vậy chú đau lòng lắm. Phụ thì kêu một thằng tới thôi, nhất thiết thì kêu cả ba thằng, kéo cả đống cả lũ cả bầy tới đây vậy. Ý là chú không làm được. Mấy đứa muốn chú về quê đúng không? Con nghĩ đúng rồi đó. Nên chú nên về nghỉ ngơi đi. Già rồi làm nhiều mới tốt. Đúng luôn rồi chú. Già cả rồi làm chi nhiều. Chết đâu có mang theo được đâu. Thôi mà anh đừng đẻo chú nữa. Chú hướng dẫn cho mấy ảnh ở công việc giùm con nha. Giờ tụi con lên lầu tập tiếp nha. Dạ chú ha. Ủa đi tập nữa hả? Đến lầu. Trời lên chạy tập trẻ cho tụi 10 tháng lắm. Hai con nghe trời. Rồi bay. Đi nha, tụi em đi đó. Bye. Trời ơi. Ôi. Đem lên mấy cái đồ tập chứ. Của anh đi chứ. Không có sao. Để nha. Bye bye. Đứng lên. Cái đồ chú. Thì đứng im. Ngồi xuống. Vậy kêu đứng chi chú? Thì nãy tôi đứng mấy cậu phải đứng. Bây giờ tôi ngồi mấy cậu cũng phải ngồi. Cậu làm cái gì vậy? Không có chỗ ngồi nên quỳ. Hai người trước ngồi, người sau đứng lên. Con người phải có ý thức chứ. Không có ghế mà cũng ngồi à? Ngoan ngoãn nghe lời mà cũng bị rầy nữa. Rầy cái gì? Vô trong này làm á là phải nghe lời tôi, phải làm giống y như tôi. Bây giờ mấy cậu làm được cái gì? Chú con làm quản lý mà. Con làm được giống y như chú. Cậu giỡn mặt hả? Ý tôi nói là vào trong nhà này phụ mấy cậu biết làm cái gì. Dạ cái gì cũng làm được chú. Bậy. Sao vậy? Thấy cái mặt ông ác không? Kỳ vậy. Phải rút kinh nghiệm rồi chú. Ông đang nhìn. Mặt ai ác? Không. Mặt tôi là thuộc dạng mặt phúc hậu nha cậu. Mặt của ông Phúc với mặt của ông Hậu hả chú? Mấy cậu giỡn mặt của tôi rồi, bây giờ đi lau nhà đi. Hả? Đi lau nhà. Lau nhà phải có cái gì đưa cho người ta lau chứ, nói không thì được. Lau mấy tầng? Tụi con là trợ lý mà tụi bắt đi lau nhà làm sao? Thì trợ lý là phải làm tất cả mọi thứ. Có nhà thì phải lau thôi. Nhanh lên. Bây giờ là thau với lại chậu là dưới bên nhà dưới đó. Đi đi. Lau bằng tay luôn hả? Phải lau bằng tay. Có gì kỳ vậy? Kỳ vậy nhà giàu vậy, không lẽ không có mấy cây lau chú? Lau bằng tay nó mới tình cảm. Bây giờ mấy cậu có làm được không? Không làm được nghỉ. Thôi rồi làm. Lau bằng tay nha. Ôi mày than phiền hoài, coi như anh em mình chui vô gặp ngay cái ông tàu lao đi. Chui mày, chui hoài. Cái ông đó mà sống ở cái thời xưa á. Đỡ bụng nội kìa. Nghe tao đi. Coi ai gọi vậy? Trời. Tao đi hầu cái ông kia, giờ tao không đi hầu mày với điện thoại hả? Trời ơi, anh em nhờ giả gái nhờ hầu mà làm cái ghê đó mày sống. Baby my love. A Nhu. Sao? Tuyên hả? Kẹt rồi. Bây giờ nó lo đủ thứ việc hết á. Giờ nó chuyển qua bán trái cây rồi bán bánh ú nữa. Bây giờ nó lo mấy cái đó không à. Trời ơi, trái cây bánh ú là của mấy bà chị kia bỏ mối về dễ thương lắm. Bây giờ là chủ yếu nó lo thôi, không có thời gian lo cho em đâu. Trời ơi, anh nói thiệt mà, thời gian đâu mà lo cho em. Không có thời gian nào mà lo cho em hết á. Thiệt, không tin đâu. Ai gọi tao chứ Hoàng? Hả? Ai gọi vậy? À, bé bán xí mụi. Alo. Xí mụi lộn số á. Alo, chắc lộn số á. Em tin không? Em tin cũng tới đây nha. Rồi, để anh nhắn tin cho em cái địa chỉ nha. Tôi nghĩ à? Mụ gì ghẻ tới? Tự nhiên nói lau nhà mà sao ra ngồi nghe điện thoại là sao? Có dạ. Cái cầu thang gần 4 tầng thôi lau 15 phút chưa xong. Ê chú! Coi chú nói có dễ đơn giản rồi vậy?
cái cầu thang 4 tầng lâu 15 phút chưa xong. Thử chú làm con coi coi xong không. Mày dụ tao à? Con biết chú thông minh lắm rồi. Lực lưỡng mà lau không xong nữa. Đâu con lau rồi mà con lau lại á. Lau lại cái gì? Coi lau rồi lên xếp đồ đi. Xếp hôm qua rồi. Hôm qua ăn cơm thì ngay có ăn cơm không? Ăn chứ. Thì đó lên xếp đi. Nhưng mà có một tầng nó xếp ở trên nó rồi, một mình nó xếp thôi. Nhưng mà đồ nó nằm thẳng ở trong đó rồi. Xếp đi xếp hoài. Tao banh ra hết rồi. Trời ơi. Chủ yếu tao tập luyện đó tụi mày. Là phải làm việc nhà đó. Mà một thằng xếp không được phải lên ba thằng. Một thằng làm không nên ngon, ba thằng chụp lại. Nên hòn núi cao. Không, là xếp hết đồ đó. Hay quá nha. Hay quá. Dạ. Chí tôi lên để kiểm tra đó. Dạ. Nhìn muốn ăn thịt ổng cơ nha. Tào lao kìa. Nếu vị trí không làm giờ như sắp đầu phụ nữ. Trời ơi, trời ơi, trời. Nhìn nó giờ nhiều lỗ tai chồng lên. Trời ơi, trời. Ở dưới đây thôi hả? Công việc của anh em mình mà làm đi. Đúng rồi, công việc của mày mà mày làm đi. Cái áo này là của Mina nè. Trời ơi, áo Mina. Đó, còn áo này là của Thúy nè. Trời ơi, rành nó sao biết rành dữ vậy? Ừ, nó rành lắm. Đây là của Mina luôn nè. Trời ơi, Mina, Mina mặc áo vàng với quần đỏ hả ba? Mina ở trung bộ này nè mẹ ơi. Còn có Thảo đâu rồi. Trời ơi, sợ nhất là của bà Thảo mà. Nhìn quậy quậy sao quá. Trời ơi, thiệt luôn đó ba. Gì mà không biết luôn hả? Đau lắm. Cái này nó đi, nó đi vô từng đường tơ, kẻ tóc, từng ngõ hẻm. Ôi ông ơi, đại lộ luôn á ba ơi. Chẳng qua là làm sao đáng đồng tiền, lỡ người ta có đưa tiền cho anh em mình nhận cũng xứng đáng. Khổ thẹn với bản thân, hiểu không? Tao thấy không có gì xứng đáng hết thiệt chứ. Đi làm ba chuyện cho con gái, cái gì đâu xứng đáng. Bây giờ nè, tụi mày có thương chú Trung, có thương cái Ngọc không? Không, tao chỉ thương chú Trung thôi, chứ không có thương cái Ngọc. Nhưng mà tụi mày quá. Đúng rồi, trăm dâu đổ đầu tầm luôn á. Cái gì cũng đổ đầu tao. Để cho làm hết đi. Thôi làm đi, làm đi. Tao không đẹp bẹp nữa. Mày miễn sao chẳng luôn là đi. Mày không có trái là sắp hết luôn đi. Sao mày không phụ tao mà không làm gì? Còn ba trái nữa làm luôn đi. Đúng mọi chuyện là mày phải làm hết luôn mà. Tại mày... Rồi, tôi sai mấy ông ơi. Tôi nhận cái công việc này là tôi sai. Bây giờ tao thấy không khí đây ngột ngạt rồi. Tao thấy đi xuống dưới phòng khách nằm cho nó mát trong phòng. Bây giờ mở máy lạnh cũng không dám mở nữa, thôi xuống nằm dưới cho có gió. Mệt mỏi quá. Cái gì cũng đổ đầu tao á. Đâu không bạn luôn. Người nó nói đó là cái nhíu mà cho tao rồi tao. Trời đấy công nhận thoải mái. Ê, người. Mấy cậu cười cái gì vậy? Đang coi hài à? Dạ, nhìn mặt chú mắc cười, nó cười. Tôi chưa ra mấy cậu đã cười rồi mà. Đang ta ho mà, đó. Ta ho. Cậu ho, cậu phụt ra cái tiếng gì vậy? Ho đó, ho kiểu ta. Chứ tụi con giỡn vui cho công việc xong. Bây giờ không phải là giờ giỡn. Đi làm việc đi. Làm gì nó vui xong hết rồi. Đi giặt đồ. À, cái gì tụi con là quản lý mà giặt đồ gì? Trợ lý chứ quản lý cái gì? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trợ lý của ca sĩ cũng là ô xin của ca sĩ. Ô xin có giặt đồ hay không? Bây giờ sao? Giặt đồ hả? Ừ, giặt gì giặt? Bỏ mày giặt tay đó. Cái gì? Cái gì có mày ở nhà có mày giặt không làm giặt tay, đúng rồi. Giặt tay nó mới tình cảm. Trời, tình cảm gì mắc mới bộ đồ đó, bộ đồ nó tình cảm gì? Mắc như mới về giặt đồ tình cảm đi. Tình cảm à, tôi yêu mày lắm nha bộ đồ nha, nâng niu nè. Vấn đề không phải là vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng đấy là cái đồ diễn của người ta. Mấy cậu phải giặt tình cảm nhẹ nhàng đó, phải đặt cái tâm vào. Thôi giặt đồ cũng có tâm nữa hả? Phải có tâm thì khi lên sân khấu ca sĩ nó mặc bộ đồ nó hát nó cũng có tâm. Tâm của mấy cậu lớn bao nhiêu thì ca sĩ nó hát nó tâm nó lớn bấy nhiêu. Vậy tụi con có công khi sự thành công của mấy cậu vậy luôn á? Có chứ. Thôi không nói nhiều nữa, đi lên giặt đồ đi. Trời ơi trời, cái gì mày cũng nói, cái gì mày cũng làm được hết. Bây giờ có làm được không? Không làm được nghỉ. Người ta tình nguyện người ta đi rồi mà. Nhìn mặt phúc hậu khoái khoái cười. Don't act like you forgot. I call the chef.
việc của chú Tư mà, còn mấy anh làm việc khác mà. Không có, đó, chú Tư nói là... Ôi, vậy mà anh trai già đó bắt làm quá... Trai dễ chưa? Nói lên Giặt đồ. Thì... giặt đồ hả? Dạ đúng dạ. Rồi. Giặt đồ đúng không? Đúng rồi, chú là giặt đồ đó chú. Chú nói gì? Được thì làm, không được thì nghỉ nữa đúng không? Sao chú á, sao không có làm được không? Làm được nghỉ. Nhưng mà... Chú nghĩ gì hả chú Tư? Không có đâu, chú giặt đồ được mà. Nhưng mà mấy thằng này phải phụ chú chứ. Nhưng mà mấy ảnh phụ tụi con việc khác rồi. Đúng rồi. Việc ai đấy làm chú Tư ơi, tính bái còn gì cho người ta đúng không? Thế thôi. Giặt đồ có sức khỏe á. Phải nâng niu, có tình cảm, đặt tâm, cái tâm mình vô trong bộ đồ. Có cách chú Tư rồi. Để chú xuống mở cửa. Coi chừng nha chú Tư. Cẩn thận nhốt nha chú già đó chú. Và vấp quá. Rồi sao đi lát nữa lên giặt đồ thôi. Đúng rồi. Tính chú vậy cơ mà vui vui ha. Vậy mà. Ờ, giờ tụi anh phụ tụi em gì vậy? Vài ngày tới nữa là phim tụi em bấm máy rồi. Thôi mấy anh xuống soạn đồ phụ tụi em nha. Làm gì em cứ chỉ đi. Nè nè, sắp tới phim là tâm lý em hơi bị mạnh, nặng đó nha. Giải quyết cho chị. Nha. Thôi đi, đi. Tuyên. Anh Tuyên, đợi lại xíu, em nhờ cái đi. Không, anh đi soạn đồ. Không, em anh ở lại tập diễn với em. Tập. Sắp tới, tâm lý nặng. Ở lại tập diễn với em đi, em biết đóng phim không? Thì cái anh diễn viên chính để đóng với em đâu. Nhưng mà bây giờ em cần anh ở lại tập diễn cho em lấy cảm xúc, anh hiểu không? Ở lại đi. Được, được làm diễn viên. Ừ, lại đi. Được làm diễn viên. Ừ, bây giờ nha, em nói với anh nha. Bây giờ cái phân đoạn đó là như vậy. Em thích anh. Thôi. Không, cái... em đã nói phân đoạn mà. Em thích anh. Mà em là một... Thích tôi bữa giờ không nói đúng không? Giải mọi đợi mọi người đi ha. Chọc em hoài. Thôi nghiêm túc đi. Để em nói cho nghe nè. Bây giờ em thích anh đúng không? Nhưng mà anh là người rụt rè. Còn em là một cô gái chủ động. Em sẽ ngỏ lời yêu anh. Bây giờ anh sẵn sàng nha. Bây giờ em nói thoại. Ok? Ok nha. Em... Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ừ đúng rồi, anh là người rụt rè. Em là người chủ động. Ok, okay. Tuyên à, làm gì vậy? Anh rụt rè. Thôi anh rụt rè gì ghê quá, sao em diễn được. Ủa? Anh rụt rè lại đi. Lại nha. Anh Tuyên ơi, em thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng mà không biết là anh có để ý đến em. Có, anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi, không phải anh ơi. Sao anh lại vậy? Bây giờ em nói anh nghe nè. Tập trung tư tưởng. Anh đưa tâm lý ngoài đời vô. Không phải, tập trung tư tưởng. Lúc này anh chưa yêu được. Chút xíu nữa anh mới được yêu. Ok. Ok, tập lại nha. Bây giờ anh phải nhớ là anh phải diễn lại đúng cái tâm lý lúc nãy em dặn anh, nghe chưa? Thấy chưa? Đúng tâm lý lúc nãy luôn. Đúng ngay cái tâm lý đó cho em. Anh nhớ. Rồi, được rồi. Bây giờ nha. Anh Tuyên ơi, em để ý anh từ lâu lắm rồi. Em yêu anh, cũng có yêu em không? Bây giờ anh không được yêu, chút nữa mới được yêu. Trời ơi, không phải. Nãy em dặn anh vậy mà. Thôi được rồi, bây giờ anh đứng im. Anh không cần phải làm bất cứ một cái hành động gì nữa. Để diễn em. Diễn viên khó quá à. Trời ơi, anh diễn gì sao không tâm lý được. Rồi, ok nha. Tuyền ơi, em để ý anh từ lâu lắm rồi. Em yêu anh. Anh có yêu em không? Hả? Anh có yêu em không? Ôi, anh Tuyên. Ngân. Vậy. Vụ gì vậy? Gì thế? Ê, chắc. Anh đâu biết gì. Ngân, anh nói nghe nè. Ủa, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như em thấy đâu. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Ôm xài nẻo em hiểu lầm á hả? À, anh chán quýt thèm bưởi rồi cái gì? Ôm một lần ba cặp. Ôm đâu mà ôm, không phải. Chính mắt tôi thấy mà còn chối nữa hả? Anh sướng lắm không? Đã lắm không? Sướng lắm gì? Ừ, sướng thiệt. Giỡn mặt tôi hả? Hèn chi mấy hôm nay đâu đếm xỉa diễn tôi đâu. Không phải đếm xỉa sao không nhớ lắm á. Nhưng mà tại anh bận công chuyện. Bận gì? Bận trái cây hả? Ăn đâu ăn. Không có, không có thèm bưởi. Ba cặp bưởi chừng chừng đó kìa, không ăn mới lạ. Không có, dù gì quýt cũng ngon hơn, đậm đà hơn. Bưởi biết đâu thuốc không sao. Ha? Không có đâu. Nó xạo á. Thằng này nó xạo.
Đúng rồi. Tao thấy mày từ ngày có chăn quên đèn, có máy lạnh quên quạt máy, có quần dài quên luôn quần cục. Đúng rồi. Mày là cái thứ. Thứ gì? Có hộp vịt lộn, quên hộp vịt muối. Ủa, cái hộp vịt muối nào? À quên. Có hộp vịt lộn, quên trứng cút. Trời ơi, trứng cút. Chứ người ta là bé Ngân chứ không phải là trứng cút. Anh nói cho em biết, thằng này thằng sai không được, tốt nhất nên bỏ nó đi. Đúng rồi. Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Ngày xưa có một gói mì ba thằng cùng ăn. Ừ. Bây giờ mày nghĩ làm sao sáu cái bánh bao mà chế một mình mày. Hết ra mày chịu cho anh em tao cái trứng cút chứ. Trời ơi, tao lại hai thằng bay luôn á. Lại cái gì? Em đừng nghe tụi nó. Mày nói mày không có gì hết hả? Mày đừng có xạo. Tao làm mày gì? Mày nói mày không có gì hả? Mày đưa ngón tay giữa mày đây. Mày đưa cái ngón giữa mày. Ông ơi. Bữa nó tố cáo hết tất cả mọi điều. Cái ngón giữa nó, hồi bữa nó lấy cái ngón giữa nó thọt lét con mina đó. Ờ. Bây giờ vẫn còn mùi trong ngón tay giữa của nó đó. Hay mày. Em ơi, không phải vậy đâu. Em đừng có hiểu lầm. Em nói em nghe nè. Chuyện nó còn dài lắm. Chuyện đâu còn có đó. Thật ra là tụi anh cần một số tiền rất lớn. Cần số tiền lớn lắm luôn á, để anh làm công chuyện kia kìa, em không có hiểu đâu. Bây giờ nói chung là mày anh cần tiền làm gì? Anh giỡn thôi chứ không có gì hết trơn á, giỡn vui thôi. Tao hỏi cần tiền làm gì mà vô ý chính đi, mày vô cái gì lan man vậy? Thì anh cần tiền rồi. Bây giờ kể không được, từ từ anh kể em nghe. Chuyện dài lắm. Chuyện dài lắm. Bây giờ em vô nhà đi tí nữa rồi về nhà anh kể em nghe. Tôi không biết, tôi không có vô đâu. Anh đi làm em chung không vô này. Là nó sẽ lấy ngón tay giữa, nó thọt vậy. Anh đi làm có hai này làm chung mà em không tin, em hỏi tụi nó coi. Đúng rồi. Tụi bay có làm được không? Không làm được nghỉ. Có. Thôi vô. Em ơi, đi vô. Không ai chú đuổi đó, anh nói thiệt. Giờ này mà không lo cơm nước. Dạ, tại. Mà đứa nào kho cá thấy khét nẹt ở dưới bếp vậy? Chết chạy. Con kho cho chú, có lửa giùm con. Ủa mày kho cho tao kho hả? Ôi chết luôn rồi ơi. Có làm được không làm được nghỉ. Chết luôn, kho cá. Sao hả tí chú đuổi, hả tí chú đuổi vậy? Ủa cô Tuyên. Dạ. Mấy cô hỏi cái bộ bikini hai mảnh ấy cậu để đâu rồi? Bikini gì? Con có biết gì đâu. Hỏi thằng Tân kìa. Đừng tao lao mà mày đừng có xạo chứ mày. Bikini á là chính tay mày mua. Cũng chính tay mày giặt. Cũng chính tay mày xếp ngang nắp bỏ vô tủ đàng hoàng giùm tao. Mày á, mày là rành nhất về bikini luôn á. Được. Nó làm nó phải chu đáo như vậy. Ờ, nằm ở ngăn thứ năm bên tay trái. Rành quá, tôi đi về. Thôi mà về cái gì em ơi. Chẳng qua là công việc cứ bắt buộc anh phải vậy thôi chứ anh đâu có vậy đâu. Chú. Cái gì? Hai bạn. Sao? Đã có cơm rồi. Mời chú, hai bạn và em với ba cô kia xuống ăn. Có con cá mày kho nó cháy khét rồi, bây giờ anh lấy cái gì ăn? Cá nó con bỏ rồi. Con làm khô cho mấy người đó ăn luôn. Ê, không được, bỏ, không có chiên khô. Tại sao? Ăn vô bị nổi vào đây, cục trong người á, chiên trứng đi. Thôi, thấy chưa, thấy quan tâm ta chưa. Biết người ta ăn nổi bị đây cục lục luôn. Mà bị đây nó đâu, nổi trong người chứ đâu. Trời ơi, mày đi về. Thôi mà em, anh nói rồi. Cái chuyện này từ từ đến giải thích, về nhà đến giải thích. Còn hai ngày nữa, vừa phải thôi chứ. Mấy cậu làm cái gì vậy? Dạ. Tôi thì đói bụng mà đây mấy cậu nói cái gì không nè. Tôi để tôi xuống tôi chiên trứng. Ở mấy cậu chắc tôi chết đói sớm quá. Chú đi đâu vậy? Đi chiên trứng. Ờ. Anh Tiên ơi. Hả? Cái đầm vàng kim sa của em hay vậy á, bỏ đâu vậy? Tầng thứ 7 tôi đứng bên tay phải. Cái của em. Mà kế bên đó luôn trời. Ủa vậy của em treo ở đâu luôn hả? Không, của em anh đang giữ. Cái gì vậy? Cái gì đồ về hoài vậy? Em ơi, không, anh giữ đó là tại vì nó bị xúc cái nút nên anh phải giữ, anh kết cái nút lại cho em. Bạn gái đẹp ha, dễ thương ha. Chị nghe anh Tuyên nhắc cho em hoài luôn á, nó là em xinh lắm thì đây không để được gặp nè. Kể chi mà. Ừ thì bạn gái em đẹp dễ thương, khoe với người ta có sao đâu. Ba ơi, trời nổi da gà luôn ba ơi. Anh không giỡn nữa. Cái vụ mà hôm bữa cô bé mà anh hứa giúp á, sao rồi? Bé nào nữa? Trời ơi, nóng quá. Cái này là đừng có ghẹo nữa, bạn gái nó ghen dữ lắm. Nó chứ bé Ngọc, bé Ngọc là con của chú Trung, có bé đang bị bệnh. Đúng rồi. Anh, nhóm em có hứa giúp á, thì thôi em gửi anh cái này. Cái này, rồi anh đưa cho chú đi lo cho bé nha. Rồi sắp tới quay MV của nhóm em rồi đó.
Mấy anh ráng giúp tụi em nha. Làm đi, có tụi anh bảo vệ, tụi anh là chu đáo lắm, yên tâm đi. Lo hết đó, không có tụi anh thì này nó lo cho tụi em, một mình thằng này lo cũng được. Còn cái phim nữa đó nha, ráng á. Thằng này lo luôn. Về là cái bụng tao bấy nhầy luôn á. Mình nó chắc hết. Đúng rồi. Con chim sắt đã lau mình trong khói trắng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đứng đây để mãi nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mong. Chú sao ngồi hả? Cho Lương có vẻ hát vui vẻ. Vui vẻ thì đâu biết làm gì, hát cho vui con. Ủa chú, tình hình bé Ngọc sao rồi chú? Bác sĩ nói chú đang vui đúng không? Bác sĩ nói là sức khỏe của Ngọc tiến triển tốt rồi. Vậy ngon rồi, vậy là tốt rồi, chúc mừng nha chú. Có thể tuần sau là xuất diễn đó. Rồi khỏe khỏe khỏe, không có gì nữa, không có gì buồn hết. Rồi rồi, thư giãn vui nha chú, vui rồi. Ủa sao tâm lý chú chuyển phức tạp quá, con không hiểu. Ngọc xuất diện thì chú mừng. Dạ đương nhiên rồi. Đúng rồi, nhưng mà sao chú buồn? Chú buồn chuyện gì vậy? Không có tiền trả tiền viện phí. Không có tiền hả? Cuộc đời của chú giờ còn mấy chục ngàn này. Vậy thôi sao cho bé Ngọc ở trong đó luôn đi, khỏi đi ra. Mấy khùng quá, tiền nhà trọ trả không nổi nữa, mướn nguyên nhà thương ở luôn à. Chứ cười quá. Thôi đừng quan tâm chuyện tiền bạc, tiền đó chú cất đi. Dạ. Rồi nè, con có tiền rồi à. Chú nhớ mấy cái cô hôm bữa mà nhớ không? Nhật Nguyệt á. Nhóm Nhật Nguyệt á hả? Dạ. Ơi sao chú? Chú có mấy chục ngàn sao chú đầu tư vô tụi nó nổi? Cái gì vậy chú? Gì vậy trời? Chú đầu tư làm chi? Chú đầu tư tự nhiên mày nhắc cái nhóm Nhật Nguyệt với tao làm chi? Không, chú đầu tư vô đó chú lỗ chết luôn á. Thì đúng rồi, tụi bay còn trẻ có thể lấy vốn hoặc lời, chứ tao vô là lỗ chắc luôn. Có tụi con đi làm ở bên đó, nhóm Nhật Nguyệt người ta cần người đi làm nên phụ giúp tụi con đi ra phụ họ. Dạ đúng rồi chú, Hoàng nói đúng á. Hôm bữa tình hình ở chú cháu mình gặp ngoài đường á, cái mấy cô đó biết được hoàn cảnh của chú, rồi biết được là tụi con cũng kiếm việc làm để kiếm tiền giúp chú với bé Ngọc đó. Nên mới cổ nhận tụi con về làm luôn chú. Đó tạo điều kiện để mà kiếm tiền để giúp chú. Đây đây đây, đây nè. Đó chú, đây nè chú. Nhóm Nhật Nguyệt có gửi ít tiền để mà chú lo cho bé Ngọc. Còn tiền lương của tụi con là tính khác nữa. Cái này là của nhóm Nhật Nguyệt tặng cho chú. Dạ, đúng rồi, gửi tặng chú với bé Ngọc để mà chú lo cho bé Ngọc nha. Trời ơi. Dạ. Đúng hả? Chú cảm động quá. Về nói với nhóm Nhật Nguyệt cho chú cảm ơn nha. Dạ. Ở chú thấy mấy cô ca sĩ tốt không? Tốt. Người ta tốt lắm á. Còn ở đây xấu quắc à, đuổi con hoài. Còn mới quýnh con nãy nữa. Thôi, đây, chú nhớ nhà gửi lời cảm ơn nha. Dạ, để gửi lời cảm ơn. Còn chị Ngọc không có buồn, không có lo lắng nữa nha. Dạ. Mọi chuyện chú cứ để tụi con lo. Dạ. Nha chú. Thôi tụi con đi à. Rồi. Chú vui nha. Rồi. Cảm ơn. Anh muốn giờ chơi nói lại không? Em hãy giết nhau cho. Ai là biết mày? Bây giờ phải thon đồ ra nữa hả? Trời trời, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á. Tao nghĩ tao làm ca sĩ diễn viên là sướng lắm. Ai ngờ quay có cái MV 5 phút một hộ, nguyên ngày quay chưa xong. Đúng rồi. Đồ có mặc 18 bộ. Ừ. Tính ra làm cực quá mày.
Trời ơi, đã tao nói rồi, nghệ sĩ diễn viên phải cho sung sướng đâu ông nội, cũng cực khổ lắm chứ. Nè, phải thức hôm thức khuya, có khi quay tới 12 giờ mấy 1 giờ luôn ông nội. Ờ, chưa anh thả em, luôn á. Anh em mình nhiều lúc coi chứ nó cảm thấy không hài lòng, không vui. Anh em mình chửi nó đâu biết người ta cực cỡ nào đâu, đúng không? Giống như cái cảnh đó về cũng vui, một cái bấm tua 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 đâu cái kiểu tao quay 3 ngày đâu. Ủa sao anh em mình diễn thiệt quá vậy? Ừ. Mệt quá rồi. Anh nói nghe nè, chú cái gì chú Trung kêu á. Đúng rồi. Qua có gì ngày mai qua nước chú Trung qua đây cảm ơn nhóm Nhật Nguyệt á. Ừ đúng rồi, bây giờ anh em phụ dọn cho hết đi, anh em về còn nghỉ ngơi nữa. Ráng làm đi ha. Ráng đi. Ngoài đây chút xíu. Ê. Gì? Sao lúc nào tụi mày cũng kiếm đường chuồn hết vậy? Thôi gì đi, chạy nó đi. Mày ráng làm đi. Nhanh đi con. Dạ dạ, ba đi xếp xong rồi đi. Đâu quá. Chú Trung. Ừ, được con. Xong chưa chú? Xong rồi, chờ em nó xếp mấy bộ đồ cái rồi đi. Mấy bộ đồ mà lâu vậy? Nhanh nhanh để người ta đợi. Có hai bộ là bộ mà chú xếp lâu quá. Mấy ông chân lành hả em? Dạ. Thế nào bị cưa nữa rồi chứ. Cưa hoài. Bị cưa quá. Thôi đi đi. Đi đó bạn. Dạ, cái này để ta chờ kỳ quá. Ừ. Ba hồi hộp quá. Chú ơi. Chú yên tâm. Hồi hộp quá. Không gì hồi hộp. Gì dâu chú. Gặp người ơn. Chúc mừng năm mới chú Tư. Mày bị sạn hả? Bây giờ là tháng mấy mà chúc mừng năm mới? Đúng rồi. À, con lộn. À, chúc mừng ngày mới. Ủa? Mà chú Tư chưa bị đuổi hả? Cái thằng này giỡn hoài ta. Chắc tao đuổi tụi bay luôn quá. Ủa? Anh Tư! Anh... Trời ơi, sao vẫn lùn như vậy hả? Trời ơi, anh Trung anh đi đâu vậy? Trời ơi! Anh còn sống hả anh Tư? Mấy cái người này giỡn mặt hoài á. Người thì muốn tôi đuổi việc, người muốn tôi chết là sao? Dạ, cháu. Ủa? Tại vì lâu quá không thấy anh về quê, mọi người dưới quê tưởng anh chết không? Trời ơi. Ủa biết nhau hả? Biết nhau hả ta? Cùng quê với chú. Ủa cùng quê luôn? Ừ. Ủa chồng cùng quê sao người nói tiếng Nam, người nói tiếng Bắc kỳ vậy? Ờ cha cha lộn, xin lỗi. Cùng quê với bà xã của ổng. Quê vợ, à, quê vợ. Quê vợ, quê vợ. Quê vợ, ổng ở, ở, ở ngoài Bắc cái lộn vô đây cũng cưới vợ rồi, ổng lập nghiệp trong này luôn, nên ổng ở dưới. À. Biết nhau mấy chục năm rồi hả chú? Biết nhau lâu lắm rồi, vô tình tự nhiên gặp nhau ta. Ơi. Trời ơi. Anh sao anh chào khỏe lắm. Trời ơi nhớ nè, chào ngày chú xưa. Chào chú. Chào chú Tư đi con. Ra đây. Con gái tôi. Để chào chú Tư. À trời ơi. Thấy không? Ê con gái. Cao thế. Con gái của chú Tư. Bắt đầu miếu nữa nè. Nè. Gặp anh. Mừng lắm. Anh Tư ơi. Ngày xưa chú với chú Tư vui lắm. Mấy chục năm trước vui. Hồi nhỏ vợ mới vui. Nha. Chú bắn kim. Sao chú Trung khóc vậy? Mình đi bắn kim rồi nha không? Bắn kim Trung. Kìa mình về mình nấu cháo nè. Ờ nhưng mà nấu cháo. Ngồi xuống xíu đi. Mỏi quá. Ừ rồi. Mấy đứa làm gì vậy? Coi phim. Phim gì? Mối tình của hai người đàn ông sắp chết. Cái gì mày? Cảm đôi lứa về. Trời bảy cho bà. Đó thấy tình tứ quá. Lâu quá rồi. Dạ. Gặp lại chú Tư. Tao mừng quá. Đó. Mừng mấy chục năm mà ông không có về quê tưởng đâu. Mừng. Chết. Cứ một lẽ mình ngồi trước nhà mình hoài vậy. Ừ. Ngồi. Đi vô trong nhà. Ờ mới vô. Ngay. À đúng rồi. Vô. Rồi. Mọi người vô đi nào. Vào nào. Thoải mái tự nhiên đi. Đây. Trời ơi anh Trung ngồi đây. À. Dạ chào chú. À. Mời chú ngồi. Chào mấy cô. Dạ. Hả? Chú nhóm Nhật Nguyệt á.
Chú muốn cảm ơn gì chú nói đi. Hôm nay tôi thay mặt con gái tôi và ba đứa cháu của tôi. Chú gái dâu của vậy chú. Xin gửi đến ba cô lời chúc mừng nồng nhiệt nhất ạ. Chú Trung. Chú định làm MC hả? Đời đi văn nghệ rồi. Đời sống rồi. Thoải mái tự nhiên đi. Yeah, chiếu Cà Mau nó cắm sào trên bờ kênh ngà. Bảy cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ở đây có năm cô à. Trời ơi, năm đâu? Tính luôn hai cô này nữa hay gì á? Ừ. Trời ơi, cái bài đó là ghe chiếu Cà Mau đó cắm chào trên bờ kênh ngã bãi. Dạ. Cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào tới cái đó cái tôi đứt hơi. Trời ơi. Dạ. Nó chơi với mấy đứa mà thôi, cho cái không khí vui vui thôi. Bây giờ bắt đầu nói thiệt nè. Dạ. Dạ, thật sự hôm nay tôi đại diện cho con gái của tôi và ba thằng cháu của tôi đến đây để cảm ơn mấy cô. Hay quá. Cảm ơn mấy cô nhiều lắm. Cũng nhờ ba cô mà con tôi nó qua khỏi được bệnh tật. Con cảm ơn mấy chị đi con. Dạ, ơn gửi quà. Ôi, quà cát chi chú này. Kệ, cũng rất là nhiều mà. Đâu có. Cái muốn không tặng chơi trong nó có gì hết. Có mày có. Thật sự là cái quà này á là cái cũng là tiền của mấy cô giúp đỡ đó. Là trả tiền viện phí xong rồi còn dư chút đỉnh là cha con tôi mua quà biếu là mấy cô. Dạ. Tại viện phí hơi nhiều. Phải mấy cô đưa nhiều chút rồi tôi mua đủ 3 phần. Trời ơi bậy rồi đó, ngồi xuống đi đừng có nói nữa. Càng nói càng bậy đó chú. Trời dạ. Nói đi. Con nói đi. Cảm ơn mấy người ta là nhóm Nhật Nguyệt đó nha. Dạ, cảm ơn mấy chị nhiều lắm nha. Con gái của chú đẹp quá à. Đẹp mà dễ thương luôn á. Hát hay nữa. Văn nghệ biết văn nghệ gần lắm á. Nó có máu văn nghệ luôn á. Cho đi hát luôn đi chú. Cho làm ca sĩ luôn nha. Cho tôi cũng tính tương lai nó vậy đó. Dạ. Nhưng mà mấy cô nè trong nhóm có ai bị đuổi đó nó kêu nó vô nó thế. Bậy. Con sắp nghỉ. Đuổi trưởng nhóm. Lớn rồi. Ai sắp lớn tuổi rồi hả? Chỉ cho con chú vô làm trưởng nhóm nhóm không được có chú. Ba, con sắp được làm trưởng nhóm Nhật Quyền hả ba? Tôi tưởng con mình bị bệnh, con tôi nó cũng bị bệnh luôn. Ê nè, lỡ đuổi người rồi, kiếm đuổi thêm người nữa đi cho bé này vô luôn. Trời ơi. Thôi kêu bé với anh dọn vô ở luôn đi. Gì đâu mà tụi em đi ra nhà. Có cách nào làm cho ba tôi vô nhóm luôn không? Nhóm Nhật Nguyệt chứ là nhóm Nhật thật. Mục đích hôm nay á là chú Trung nhờ ba đứa anh nè dắt tới để gặp mấy đứa gửi lời cảm ơn. Dạ nhưng mà chú đừng có cảm ơn tụi con. Sao thật vậy? Ra là chú nên cảm ơn ba anh ở đây nè. Dạ. Cũng nhờ mấy anh mà tụi con mới biết được chú, biết được hoàn cảnh của chú với em mới giúp đỡ cho chú với em. Dạ. Nếu mà em thích á thì em vẫn có thể đến đây rồi tụi con hướng dẫn cho em hoặc là chỉ cho em vô những trường mà đào tạo. Dạ. Mọi người à? Dạ. Dạ. Dạ mọi người đây chú. Dạ. Thật ra thì sao tự nhiên không khí đang vui mà chú căng cái vậy? Đúng ra thì tôi cũng không muốn nói. Nhưng mà nghĩ lại mình là quản gia thì tôi phải nói. Ba cái thằng này nhìn mặt đấy thì có vẻ là mất dạy nhưng mà trong lòng rất là tốt, nó thật lắm. Bởi vậy thời buổi bây giờ kiếm được cái những cái thằng thanh niên mà ở ngoài thì mất dạy nhưng ở trong thì thật lòng như vậy rất là khó. Tóm lại là ba đứa này có ở đây là vui rồi. Vui cả nhà. Vui quá à. Vui. Chứ nói chủ yếu sống bằng tấm lòng, mình sống thật, sống tốt với nhau là được rồi. Mình sống tốt sau này người khác sẽ tốt với mình đúng không chú? Đúng vậy.